Chào cung mệnh 6 à? Đúng rồi, đây là cung mệnh 6 này. Ê, 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 ê. Sao lại tự hủy thế này? Đây nha. Để tôi check xem là mình đã lệch lần nào chưa. Đây là con keo queen. À, con keo queen là bị lệch rồi, cho nên là lần lần ra vàng này thì nó sẽ là đúng red nên là không có gì cả. Được không? À, 12 12 13 14. Cái này là lần đúng red rồi thì không nói nhá. 14 này, 24 này. Này thì mình không tính rồi vì nó là đúng red. Được chưa? Đúng red thì mình không... Sao lại có cả Noel ở đây? Ninh mà. 24 34 này. Biết đâu lại ra vàng sớm mà nó lại full cung mệnh hết. 44 này. 54 này. À, ra vàng sớm đi. Bảo hiểm sớm đi xem nào. À trông run chưa full cung mệnh hả? Có 4 này. Ok à. 74 này. Ok, ra vàng sớm đi, lấy bảo hiểm sớm đi. Lấy bảo hiểm sớm đi lại còn đấy chứ. Ok, mẹ thề 80 lần lấy cái bảo hiểm ạ. À. 80 lần để lấy cái bảo hiểm. Cho hai con Azaka đi xem nào. Hai con Azaka. Cái này là bảo hiểm rồi, nên là chắc chắn là Azaka thôi. Cho hai con đê. Đây này, một con nữa này. Một con nữa này. Ôi trời ơi, mẹ còn đúng cái nịt luôn. Thề. Một con nhá. Bây giờ là mình cần 6 con nữa hả? Đúng không? Ôi trời ơi, khó khăn thế. Khó khăn thế, người lạ ơi. Lần thứ 10 này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cung mệnh 1, 1 là cung mệnh 1, 2 là con Mona. Cung mệnh 1 là con Mona. Nào. Đưa con Mona đây, hoặc là đưa con Azaka đây. Đưa đây. Đưa đây nhanh. Trời ơi, đừng làm tao hồi hộp. Holy shit. Oh my. Cung mệnh 1 nhá, cung mệnh 1 nhá, cung mệnh 1 nhá. Cung mệnh 1, cung mệnh 1. Ok nhá. Hai con rồi đúng không? Hai con rồi. Holy shit. Thế bây giờ mình lại quay trở về cái trạng thái đầu tiên là 10 đúng không? Lại quay về đầu tiên là 10. 10 này. 20 này. Phát này thì chắc không có ra vàng sớm rồi. Sao này toàn ra trung run vậy? 30. Lại trung run ạ. 40. Lại trung run ạ. Cái gì vậy trời? 50 ạ, điểm à? Điểm tí nó ra con Azaka tiếp đấy. Úp. Ủa, mẹ vừa nãy đã 10 lần đã ra vàng, bây giờ 50 lần lại ra vàng nữa. Quy quy à? Không, Mona. Cái tầm này là phải Mona. Tầm này tôi nghĩ là khả năng lệch. Cái phát này tôi nghĩ khả năng lệch nhưng nó sẽ lệch cho con Mona, các ông tin không? Mona này. Quên, đã cho con Mona đi. Ơ kìa. What the fuck? Cung mệnh 2 nhá, cung mệnh 2 nhá. Cung mệnh 2. Cung mệnh 2. Cung mệnh ai? Ok, bây giờ lại quay trở về. Lại quay trở về khởi điểm được không? Lại về lần thứ 10, hiểu không? Lại về lần thứ 10. Trời ơi, cái gì vậy trời? 20 này. 30 này. Linh này, 40. Cái đéo gì đây?
gì vậy trời? Lần thứ 10, lần thứ 50, lần thứ 40. What the fuck? Ủa cái đéo vậy này, hay là Miho nó nhận biết được nick nào là nick whale phải không? Nó nhận biết được nick nào là nick whale đúng không? Đéo hiểu kiểu gì ạ? À? Nhưng mà phát này chắc còn lệch tôi, không thể nào ra con Azaka nữa. Không thể nào ra con Azaka được. Cao tin không? Phát này chắc chắn là lệch, nhưng mà hy vọng là lệch ra Mona. Nhưng phát này là chắc chắn lệch. Không thể nào có chuyện ra con Azaka nữa được. Thề. Hứa với các ông luôn á. Đéo có chuyện như vậy đâu. Ờ, Jin à? Jin à? Nick này Jin có 76 chưa nhỉ? Nick này Jin có 76 rồi nhỉ? Ôi trời ơi, nick này Jin có 76 rồi. Đây à, con Jin nick ở đâu rồi? Jin này cũng 76 rồi. Hình như Jin này cũng 76 là hôm qua Hùng Ron ra thì phải. Hôm qua Hùng Ron ra cũng 76 thì phải. Ok, không sao, thế mà mình lệch sớm mà. Mình lệch sớm thì cũng được, mình lệch ở lần thứ 40 mà. Không sao. Lại quay trở về 10. Không có gì cả. Lệch sớm mà tốt. Đúng không? Jin bằng 1k đi like không? Jin bằng 1k like. Jin bằng 1k like. Hùng hút hết lắc của y rồi. Cảm ơn Kit nhé. À, lần thứ 20 này. Này, mà có khi nào này, công bảo tôi liệu nó có ra vàng sớm không? Chắc là đéo đâu nhỉ. 30 này. Yeah. Anh hả? 10. Thắng Lolia không? Phát này bảo hiểm tôi nghĩ phải 80 lần. 50. Đúng rồi, này 80 lần rồi. 60 này. Này phát này thì không có chuyện đấy rồi. 70 này. 70 là cũng thuộc dạng sớm nhá. 70 là cũng sớm ấy chứ. Đúng không không? 70 là cũng không đến quá muộn đâu. Đúng không? Đây là bảo hiểm rồi, bảo hiểm thì không tính. Anh ở chỗ nào Ron vậy á? Đây. Đây, anh ngồi ở cái chỗ này. Con Azaka này cung mệnh 3 đúng không? Cung mệnh 3. Cung mệnh 3 này. 10 này, lại quay trở về 10. Lại quay trở về 10. 20 này. 20. 30. Lan phê à? 40. Chỗ đó hết lắc rồi à? Ờ, có vẻ như bắt đầu hết lắc rồi đó. 50 này. Bắt đầu hết lắc rồi. 50. 60. Cái đéo gì đây? Mới có 60 lần thôi. Hình như bọn Miho này là nó phát hiện ra nick nào là nick Whale hay sao ấy. Cho nên nó cho ra sớm thì phải. Nhưng mà lại tôi nghĩ là nó sẽ lệch nhá. Cung mệnh 4 nhá, cung mệnh 4 rồi nhá. Cung mệnh 4, được chưa? 4, được chưa? Được chưa? Được chưa? Cung mệnh 4. Cung mệnh 4. Cung mệnh 4 nhá. Cung mệnh 4, được chưa? Bây giờ lại quay trở về thời điểm xuất phát này 10 lần, được chưa? Lại quay về thời điểm xuất phát nhá. À, kiểu gì vậy trời? Hai mươi này. 30 này. Cố lên, chỉ hai con nữa thôi. 40. Đây là 40 đúng không? 40 này. 50 này. 60. Đéo hiểu sao ạ. Đây là pha này thì phải 80 rồi. Pha này là phải 80 đúng không? Này,
cái lần này là 70 hay là 80 không, hay là tôi đếm nhầm? Hả không? Cái lần này là lần 70 hay lần 80? Vì vừa nãy thực ra là tôi đếm, tôi sợ tôi bị đếm nhầm. Lại 70 ra nữa hả? Đúng không? Đúng là 70 à? Thế lại ra sớm đấy à? Vừa đi lúc à? Lệch rết à? 90 rồi à? À, rồi. Không, nhưng mà làm sao đến 90 được? Đi yue sen nen o yatte minai? Anata no kishi toshite no jitsureku o. Hên quá, râu chấn luôn thôi thắng. V. Cảm ơn đồng ý. Ok, không, nhưng mà ông này hên đấy, ông này hên, ông này râu chấn là đúng rồi. Đi lúc rồi có cung mạnh mấy rồi? Còn đi lúc này cung mạnh mấy? Nếu mà đi lúc của Hùng mà chưa cung mạnh, à chưa full thì... Ô thế lấy đi lúc cũng được mà. Chính ra bây giờ là Jin không cần đúng không? Quy Quy không cần, Keo Quinn thì cũng không muốn. Thì bây giờ chỉ có Mona và đi lúc thôi. Thì bây giờ là đi lúc là đúng rồi. Đúng không? Cũng được. Thôi được, lại quay trở về thời điểm xuất phát này. Lại quay trở về thời điểm xuất phát. Lại 10 lần này. Lại 10 lần. Bố lên hai con Azaka nữa thôi. Đây là bảo hiểm rồi. Bây giờ là bảo hiểm, nhưng hy vọng là bảo hiểm nó ra sớm. Ừ, nhưng mà đó giờ chưa thấy con Mona nào. Cơ bản là mình lệch ít mà. Mình lệch có hai lần, một lần lấy con Jin và một lần lệch đi lúc mà. Do mình lệch ít đấy chứ. Chứ không phải là do không ra Mona đâu. Đây là lần bao nhiêu rồi nhỉ? 30 à? Đúng không? 40. Đúng không? Đây là lần thứ 40. Này, 50 lại ra nữa. Không. 60. Ác quê không Hùng à? Đúng rồi, đây là ác của Hùng cây ơi. À, 60 này. Đúng không? 70. Bảo hiểm lơ ngớ ở 80 lắm. Ồ, 80. Đây, đây, bảo hiểm đây. Bảo hiểm đây. Cái này thì roll hơi đen rồi. Hơi đen. Hút lắc fail, tên này là hút lắc hơi fail. Đây. Azaka này, cung mệnh 5 rồi đúng không? Cung mệnh 5 rồi, một con nữa thôi. Hai con á? Không, chắc là không hai con đâu. Bây giờ nhá. Bây giờ nếu như mà trong một cái điều kiện hoàn hảo đúng không? Mình sẽ roll ra vàng sớm và nó sẽ không lệch. Trời ạ. À. Lại quay về thời điểm xuất phát. À, vừa nãy là mình roll cái con Azaka là ở lần thứ 2 đúng không? Lần thứ 2 ở trong 10 lần đấy, tức là mình dư 8 lần. 8 lần thì ở đây là mình có 18 này. 18. Đúng không? Mình zone ấy mà. Lẻ 2 lần mà. 28 này. 38. Đây, hy vọng là cái turn này nó sẽ không lệch này. 48. 58. 68 này. Đây, 78 này là da vàng này. 78 là da vàng này. Chỗ này là da vàng đúng không? Nào. Nếu như nó da vàng sớm thì mình sẽ roll được bên vào là vũ khí nhiều hơn. Hoặc là lệch thì lệch Mona. Hoặc đi lúc. Cố lên nào. Hay. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Lệch như này là được chưa? Sao lại cay? Không phải là cay, lệch ra Mona là đúng rồi. Ôi trời ơi. Lệch ra Mona nick này là đúng mà. Nick này đang cần lệch Mona. Nick này đang cần lệch Mona đây này. Trời ơi, chuẩn bài chưa? Các ông đã biết tại sao tôi lại là người chơi hệ nước chưa? Ấy, được chưa? Được chưa? À, bây giờ Ronald lấy cung mệnh 6 thôi, đúng không? Để tôi check lại xem. Không phải lại nhầm. Để check kỹ lại xem. 1 2 4 5 đúng không? 1 2 3 4 5 thế đúng, thiếu một con nữa. Uầy, thế thì bây giờ ra vàng sớm là đẹp này, nhìn này, 10 lần phát ra vàng luôn này. 10 lần phát ra vàng luôn.
Dừa, đéo, dừa quá. 10 này, 20 này. Ta bằng sớm đi. 30 này. Ok à. 40 này. Năm mươi này. Cái gì ấy? Cái gì vậy trời? 60 này. Ôi dồi ôi. Cái đéo gì ấy? Sao mình cứ bấm vào cái gì ấy? 8.000 là cái gì ấy? 70 này. Đây là 70 đúng không? Đây, cái này thì bảo hiểm rồi, skip luôn nhé. Rồi. Mình mất 100k. Mình mất 100k để mình roll Azaka cung mệnh 6. VL nạp thêm đấy không? Không phải nạp thêm, nếu mà nạp thêm thì cái này nó đã hơn rồi. Cái nguyên này có phải nạp không? Ơ, Hùng vừa nạp thêm ấy hả? Chứ tôi có bấm gì đâu. Đúng không? Uầy, thế là Hùng lại nạp thêm á. Holy shit. Hùng phải nạp thêm ấy hả? Đây, thế thì mình chơi cái này thôi. Nếu mà Hùng đã nạp để mình chơi cái này thì mình chơi thôi. Ok ạ. Bấm vào nhìn này trông kìa. Đã quêu rồi lại còn hên nữa. Ảo ma Canada thực sự. Ok nhá. Tức là bên ban đầu vũ khí này có khả năng bị lệch đúng không? Thế ảo ma Canada thực sự ạ. 10 lần này. Rốt chấn thôi. Cái gì thì gì vậy? Holy shit. Cái đéo gì đấy? Cái đéo gì vậy? Điên. Điên thật rồi. Mẹ thề. Điên quá. Thế này thì điên quá. Thế này thì điên quá. Điên thực sự. Đéo chịu đâu. Ôi trời ơi. Mà cái đéo gì. Ôi. Cái địch con mẹ. Cái gì vậy trời? Ui mẹ điên thế. Ôi trời ơi, mà tôi ngất mẹ ra đây đây. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cái đéo gì vậy trời? Các ông nhìn cái ban đầu vũ khí vừa nãy không? Là vừa nãy cái trang đầu tiên là đã có 2 vàng rồi. Và chưa roll thêm được một cái gì đấy. Nữa. Nhìn bây người giờ có tiền người ta quay ra trả đấy. Cây kiếm chấn á. Cái lồn gì vậy trời? Ảo ma đéo chịu được. Đây này. Đây này. Các ông nhìn chưa? Này. 1 vàng nhá. 2 vàng nhá. Đây là một lần lẻ này. Bây giờ Ron X10 ra thêm 2 vàng nữa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Tạt bay đi ngủ thôi. Ôi mày lên mạng thế là quá đủ rồi. Nó lại quay trở về lần thứ 10 đúng không? Lại quay trở về lần thứ 10. Ôi mày lên mạng thế thôi. Lên mạng thế là đủ rồi. Mẹ roll này đến tôi là người roll tôi còn bị sốc nữa. Chứ nói gì đến các ông. Mẹ các ông là viewer. Tôi người roll tôi còn sốc mà. Lên 5 thôi. 20 lần này. Anh tắt hết đi á. Anh cũng muốn tắt lắm ấy chứ. 30 lần này. Thôi giờ cứ roll thôi. Bao nhiêu lần đéo quan trọng phải không?
Mà ra hai cây kiếm mà 10 lần thì mày thích ra gì ra? Thề. Đây là lần thứ bao nhiêu nhỉ? Tôi đếch nhớ nữa. 40 à? Thôi cứ roll, roll lúc nào ra vàng thì mình tính. Mà chẳng bây giờ cầm chuột còn run à? Ồ, bây giờ cầm chuột còn run luôn à? Fissile này. À, Fissile không cũng vậy. Chịu luôn. Đây, này nha, lần này là 70 hả? Này. Không bảo cái này nó sẽ ra cái gì? Liệu nó có ra cái kiếm không? Liệu nó sẽ cho chúng ta thêm một cây kiếm nữa không? Bây giờ câu hỏi đặt ra là liệu nó sẽ cho mình một cây kiếm nữa không? À, quả này mà cho cây kiếm thì điên lắm. Cái này mà cho cái kiếm đơn đó là điên lắm. Điên quá. Điên quá. Thế này thì điên quá. Thế này thì điên quá. Từ đấy giờ, từ đó đến giờ không phải sử dụng cái này không? Từ đấy đến giờ không phải sử dụng cái định chuẩn vũ khí này làm gì hết. Không phải sử dụng cái này. Ôi giời chim tôi, trời ơi. À, 3 cây rồi đúng không? Có 3 cây rồi. À, mình sẽ chỉ cần 2 cây nữa, đúng nhỉ? Cần mấy cây nữa nhỉ công nhỉ? 5 cây thôi đúng không? 5 cây. Là mình có 3 cây rồi, mình chỉ cần 2 cây nữa thôi. Thế là 2 cây nữa là đủ chỉ tiêu rồi không ạ? 2 cây nữa là đủ chỉ tiêu ạ. Uầy, mẹ rôn kinh thực sự ấy. Đây nhá, mà đấy đó là chưa dùng cái này đâu nhá. Chưa dùng cái đổi. Tức là Hùng nạp thêm nhưng mà chưa đổi nhá, tức là 117 ca nguyên thạch. Mình rôn được Azaka cung mệnh 6 và chấn tinh luyện 3. Offstream đi. Tôi cũng muốn off lắm ấy chứ. Nào, chơi tiếp. Go. Tôi chẳng biết đổi bao nhiêu nhỉ? Đổi 10.000 đi. Nhá. Cũng chẳng biết đổi bao nhiêu là đủ nữa. Biết đâu lại ra sớm. Vừa lấy là roll được 10 lần đúng không? Đây là lần thứ 20 này. Rồi, ra phít này. 30 này. 40 này. Cái này thì bây giờ mình không cần ra sớm nữa. Bây giờ mình chỉ cần nó ra đúng cái mình cần thôi. Mày nhá. Mày nhá. Bây giờ nhá. Mày mà cho tao một cây kiếm nữa nhá. Tao hỏi sở chim nhá. Tao hỏi sở chim. Không có sở chim nữa nhá. Bây giờ nhá. Ra cây kiếm chấn là hỏi sở chim. Đéo chơi nữa. Game lừa lắm. À ma Canada. Không chơi với mày nhá. Ok. Sơn sống thiệt không à. Ok. Sơn sống thiệt không. Ok. Sơn sống thiệt không. Thế tôi kiểu bị ám ảnh của một giây kiếm không? Thả lại còn hơn mà. Tí gì ổn rồi chim. Ừ. Nhưng mình có được cái này. Mình được một điểm vào cái này nè. Mình được một điểm vào cái này. À, 10 lần này. 2 lần này. 20 lần này. 30 này. À, mình nãy ra nhiều trông run thực sự á. Bedo này. Ôi Bedo chưa phun cung mệnh à? 40. Tao tưởng mày lại ra cho thêm vàng nữa. Bốn mươi đúng không? 50 này. 60.
70. Nếu như phát này mà lệch, nếu như phát này là lệch kiếm, lệch tức là không ra ấy kiếm ấy, thì mình sẽ được thêm một cái điểm, một sẽ có được một cái điểm gì nhỉ? Cái điểm mà nó gọi là cái điểm vận mệnh hay là cái gì ấy, để lần tiếp theo nó ra cái kiếm mà. Nào, mẹ con nhìn này. Liệu có một cái phép màu thần kỳ cho cái kiếm không? Cái kiếm mà là kiếm tinh luyện 4 luôn này. Hai cây thương rồi. Hai cây thương. Thế thì đợt cái đợt này chắc chắn nó sẽ lấy rồi. Sao nó không lệch nhỉ? Nó ra cây thương. À lấy cái gì trông đẹp đẹp đi. Đây này là mình có cái bảo hiểm một cái này này. Mình có bảo hiểm nên là chắc chắn là mình sẽ ra cái kiếm ở đợt tiếp theo rồi. Bây giờ cái này là cái mình ra sớm này, mình cần ra sớm này. Ok. Ok. Ok, thank you. Ok. Cảm ơn Đảng và Nhà nước. Điên quá. Điên rồi, thực sự đéo hiểu kiểu gì, trời ơi. Điên quá, trời ơi. Ai trời ơi. Đau đầu quá. Ôi trời ơi. Thế là lại có một điểm này à. Ôi trời ơi, thế này thì điên quá. Nào, lại quay trở về 10 nào. Còn một cây nữa mà đúng không? Một cây nữa mà đúng không? Nhỉ? Yeah. Để tôi check lại xem. Đúng không? Mình mới có 4 cây mà. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Thiếu một cây nữa. Thiếu một cây nữa. Nào. Vừa đây là 10 đúng không? 20 lần này. Ác ai vậy? Đây là ác của Hùng Bảo Hoàng ơi. 20 lần này. 30 lần này. Bốn mươi này. Không có chấn thì xài cây vũ khí nào á? Kiếm đen. Kiếm đen em ơi. Tinh huy anh á. Tinh huy cũng được. Thế nên là đổi tinh huy cũng được. Vừa lẽ là 40 nhỉ? Đây là 40. Đây là 50 đúng không? Đây là 50 nhỉ? Ra đổi tinh huy được mà, nếu ngày 9 em tinh huy 20 cục. 20 cục để nó ra vàng, được không? 20 cục cho nó ra vàng và mình sẽ hy vọng nó sẽ ra cái kiếm. Thì là coi như mình hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Đúng không? À, phát này thì không ra vàng. Đây, phát này là lần thứ 70 này. Đúng không? 70. Trời ơi, nó đập vào mắt cây xương sống tiên không này. Trời ơi, đỡ làm sao được. Èo, thế là lại phải roll tiếp à. Điên quá. Điên quá, trời ơi. Gì vậy trời? Hồng ơi, Hồng ơi, thế này thì điên quá Hồng ạ. Thế này thì điên quá, không được rồi, Hồng ơi. Điên quá. Điên quá ông mà. Cảm ơn ông ta biết thề. Đéo hiểu kiểu gì. Ừ đây ác của ông Hùng ạ. Chị ui. Câu phải tưởng tượng như này nhá.
Toro là ban đầu nhân vật của nick này đúng không? Ron lấy cung mệnh 6 mà chỉ lệch 2 lần. Không sao, tôi biết tôi đẹp trai mà. V. Cảm ơn rồi, không đẹp trai thật. Đúng không? Vừa nãy là mình roll cung mệnh 6 của Azaka là mình chỉ lệch 2 lần đấy. Lệch 2 lần mà lại lệch 2 cái con mà mình cần, đó là một con Mona và một con Diluc đúng không? Bởi vì hai con đấy là của Hồng Không cung mệnh. Ban đầu vũ khí thì các ông vừa nhìn thấy đấy. Đéo hiểu kiểu gì. Off đi. Cảm ơn Kit đấy. Thôi lại chuẩn bị off đây. Đéo chơi bời gì nữa thề. Một con Jin. Ba lần lệch một con Jin, một con Diluc với lại một con Mona đúng không? Nhưng mà cơ bản ấy là mình lệch ở đây là nhiều, hình như có một hai con là mình phát mì cún cho cả Ayaka và Mona mặt cười. Tìm Mona từ đầu game đến giờ mặt cười. Cảm ơn bác nhá. Thế là được rồi, Mona được rồi. Cơ bản là lốt lệch cũng có cái lốt lệch sớm, ví dụ như là hình như con Mona là lệch ở hay là con Jin là lệch lần thứ 40 mà thì cũng gọi là lệch sớm đi, cũng không sao lắm. Đúng không? Nhưng mà cái ban đầu vũ khí Ron kinh thật đấy. Mẹ quả ban đầu vũ khí, mẹ vào phát mở bát hai cái kiếm chấn ở trong 10 lượt zone đầu tiên là đã thấy khủng khiếp rồi đấy. Thề Ron khủng khiếp hay đã điên thực sự ạ. Ron weapon như hack luôn ạ. Lại còn ra sớm nữa. Mãi đấy. Ơi nhưng mà công ơi, chính ra là cái lúc mà mình chọn cái này nhá. Tôi không biết là có ông nào mà chọn cái này ấy, có ông nào mà chọn cái này ấy mà roll cái ban đầu vũ khí ấy mà nó ra cái vũ khí khác ngoài siêu sống trên không không? Ví dụ như cái nick này đúng không? Cái nick này vừa lấy roll ấy là nếu như nó không vào cái kiếm ấy là nó toàn vào siêu sống trên không thôi. Nó không ra vũ khí khác. Thì không biết là có ông nào mà cũng chọn nhưng mà bị ra vũ khí khác không? Ngoài cái siêu sống trên không này hay nó chỉ ra siêu sống trên không thôi. Toàn ra vũ khí ban đầu à? Có. Đâu có ông nào bị không? Quan trọng là có ông nào bị không ấy thì thử. Có ông nào bị lấy ra vũ khí khác không ấy? Có bên Nguyên Kỷ hồi nãy à? À. Tức là có ra cái khác. Tại vì cái nick bên này á, cái nick bên này vừa nãy tôi toàn ra xương sống thôi. Cho nên là tôi sợ là tôi nghĩ là tôi không biết là cái nick khác có thế không. Có đấy à? À ok. Được rồi. Tại vì nick này vừa nãy là toàn lấy ra xương sống mà. Không thấy có bị lấy ra vũ khí khác đâu. Đây này. Toàn ra xương sống rồi. Này, 4 cái xương sống ở đây này. Đúng không? Mà 50 kiếm chấn. Toàn là xương sống này. À, sợ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 quyển thiên không luôn mà. 2 quyển tinh luyện 5 luôn. Vãi đái luôn. Họ thực. Ba lần x2 vàng, ba lần x2 vàng mà lại còn 10 lần đầu tiên là còn x2 kiếm. Quan trọng là x ra 2 cái kiếm cơ. Hôm nay lên mạng thế là quá đủ rồi. Thề. Sợ thực sự ấy.